cùng với anh Đại Nghĩa, rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả, những khán giả thân thương của Chiếc Cân May Mắn. Với đâu có giờ thấy là lạ, bởi vì sao tự nhiên bữa nay anh em mình mặc đồ như anh em sinh đôi vậy? Không sao cả, anh em chúng tôi mặc đồ giống nhau như thế này, phong cách cũng vẫn vui nhộn, hài hước, dễ thương như thế này thì sẽ mang lại cho quý vị khán giả thật nhiều niềm vui, đúng không nào? Đúng rồi, thật nhiều quà. Đúng vậy, khi khán giả đến với chương trình Chiếc Cân May Mắn gặp anh em chúng tôi, chắc chắn là quý vị sẽ có rất nhiều niềm vui. Bên cạnh đó, may mắn sẽ đến với quý vị bằng cách là chúng ta sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả chơi những vòng thi tuy là hơi khó khăn một chút xíu nhưng mà rất là hấp dẫn, thú vị, để quý vị khán giả có thể mang thật nhiều quà về cho gia đình của chúng ta. Và đúng như tiêu chí của chương trình là cân đúng trúng quà, tất cả chúng ta sẽ mang về nhà những giá trị hết sức là thiết thực nè, những phần quà hết sức là tiện dụng cho mỗi gia đình. Anh ơi, bây giờ nãy giờ mình nói nhiều quá trời rồi, bây giờ mình giới thiệu nhiều chơi luôn đi. Đúng như thế, để có được cái chương trình ngày hôm nay thì không phải là ngẫu nhiên, đã có cái sự giúp đỡ của rất nhiều người, đúng không nào? Có lẽ phải cảm ơn trước tiên là cảm ơn kênh truyền hình Today TV nè, cảm ơn hệ thống siêu thị Big C để tài trợ cho chúng tôi, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán giả có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Và trong số những vị khán giả này, chúng tôi đã lựa chọn một cách ngẫu nhiên được 3 đội chơi may mắn. Chúng ta hãy cùng chờ xem những người đó là ai. Đội đầu tiên xin được chúc mừng đội của anh Tiến Lợi và Phạm Lê Khương Liên. Xin chúc mừng đội của chị Trần Thị Hương và anh Chu Mạnh Hùng. Đội chơi số 3 xin chúc mừng đội của bạn Nguyễn Hữu An và Nguyễn Thị Kim Liên. Vâng, và một chàng vỗ tay thật lớn chào đón 3 đội người chơi chúng ta, xin mời. Đây là 6 người chơi may mắn trong chương trình hôm nay của chúng ta. Chúng ta hãy cùng làm quen với họ nha. Đầu tiên sẽ là đội của anh Tiến Lợi và chị Khương Liên. Anh Tiến Lợi thì là một nhà thiết kế thời trang cũng rất có tiếng trong ngành thời trang thành phố. Xin anh hãy giới thiệu về đội của mình cũng như công việc hiện tại của anh như thế nào. Anh có thể chia sẻ thêm cho khán giả được biết không ạ? Xin chào quý vị khán giả chương trình Chiếc Cân May Mắn. Tôi là Nguyễn Tiến Lợi, nhà thiết kế. Hiện tại công việc của mình thì nó làm quen với cả những cái số đo cm nhiều hơn là trọng lượng. Yeah. Nhưng mà tham gia một cái chương trình như thế này thì hy vọng là cái kỹ năng công việc của mình cũng phát huy được hết khả năng. Người bạn chơi với tôi là cô Khương Liên, một người cũng làm về ngành thời trang. Dạ. Đại Nghĩa thì lại nghĩ rằng cái công việc của chúng ta khi mà làm về thiết kế thời trang, anh nói là làm quen với số đo nhiều hơn là cân nặng, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cũng có những cái trường hợp, cái người mà may đồ đó, họ không có đến tận nơi cho mình đo đâu. Đúng họ rồi. Chỉ nói chiều cao, số đo rồi cân nặng của mình thôi. Thành ra mình cũng phải tự mình phán đoán dữ lắm. Với cái trọng lượng đó thì mình phải may như thế nào cho đẹp, thiết kế làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì với cái khả năng đó, Đại Nghĩa tin rằng ngày hôm nay anh cũng sẽ giành được những cái chiến thắng mà thuyết phục cho đội của mình. Thế còn chị Khương Liên thì sao ạ? Đội của mình lấy tên là đội cơ yếu. Cơ yếu? Sao nghe cũng sủi liền vậy trời. Lý do thì anh Lợi sẽ giải thích ngay đây ạ. Tại vì khi mà nhận lời tham gia chương trình thì cả hai anh em bảo thôi chết rồi, phải bỏ ra một cái thời gian để luyện tập theo cái game show này. Thế thành ra là hai anh em cứ tập cân, tập cầm cân, cầm các cữ và rất là mỏi. Xong rồi Liên bảo thôi chết, thế này thì làm sao mình tham gia thi được, nói chung là tay anh em mình yếu lắm, thì thôi là cơ yếu. À, cơ là cái cơ của mình, cơ bắp của mình, đúng không ạ? Nói chưa sao cũng rắn rỏi lắm, không có yếu đâu ạ. Cứ tự tin bình tĩnh nha đội cơ yếu, khi đầu kết thúc chương trình này mình sẽ trở thành cơ mạnh sao. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng ta cùng làm quen với đội chơi số 2. Xin mời các bạn hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Đây là đội chơi cùng ông xã. Dạ, xin chào quý vị khán giả trong Chiếc Cân May Mắn. Chúng tôi đến chơi ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Hữu An. Tụi em là từ, nói chung là từ đồng ruộng lúa nên lấy tên đội là Hương Lúa. Một cái tên rất là mộc mạc, cái tên rất là dễ thương. Không biết hai bạn đến từ ruộng lúa mà cái ruộng ở đâu ạ? Ở Nàng Thơm Chợ Đào ạ. Nàng Thơm Chợ Đào. Đây là một cái đặc sản rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Gạo Nàng Thơm Chợ Đào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của đội số 3. Đội của cô Trần Thị Hương và anh Mạnh Hùng. Hãy giới thiệu một cách thật là sôi động lên, thật là vui vẻ lên. Cái phần giới thiệu này anh nhường cho bác Hương. Cảm ơn cô. Xin chào chương trình, xin chào quý vị khán giả. Đội chúng tôi là đội Hy Vọng. Trước tiên là chúng tôi đăng ký và hy vọng sẽ được tham gia chương trình. Và nay cũng đã được tham gia. Và đến với buổi vui ngày hôm nay, chúng tôi thấy là cái không khí rất là vui tươi, sôi nổi, hào hứng. Và chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi sẽ vào được
vòng 3 và sẽ có quà mang về. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn những khán giả. Đúng là sống thì mình phải luôn có hy vọng đúng không cô? Mình phải có hy vọng xem như đó là một cái mục tiêu để mình phấn đấu. Và khi mình đạt được cái mục tiêu đó rồi thì mình lại tiếp tục hy vọng ở cái mục tiêu khác xa hơn nữa. Giống như ban đầu cô hy vọng cô được đến tham gia chương trình, đạt được rồi thì bây giờ hy vọng xa hơn chút. Trước tiên là chiến thắng ở vòng 1 rồi sau đó mục tiêu hy vọng chiến thắng ở vòng 2, rồi cuối cùng hy vọng chiến thắng gom hết phần quà ở đây mang về nhà. Cảm ơn, hy vọng là như thế. Hy vọng là như thế. Xin chúc cho cả ba đội chơi gặp nhiều may mắn trong chương trình hôm nay. Quốc Dũng ơi, ba đội chơi chúng ta đã giới thiệu về mình rồi, cũng có một chút ngập ngừng, một thoáng bối rối, một chút do dự và e ngại. Nhưng mà anh tin rằng nếu như đến với vòng thi đầu tiên xong thì các bạn ấy sẽ hoàn toàn bỏ đi được cái tâm lý đó, để thực sự vui với chương trình Chiếc Cơn May Mắn của chúng ta. Và nếu như có sự cổ vũ của khán giả nữa thì các bạn ấy sẽ chơi một cách vui hơn, nhiệt tình, hào hứng hơn. Mong quý vị khán giả sẽ luôn cổ vũ cho ba đội chơi của chúng tôi nha. Và không để cho ba đội chơi cũng như quý vị khán giả chờ đợi lâu, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Vòng thi đầu tiên của Chiếc Cân May Mắn được mang tên Chiếc Hộp Bí Mật. Ở vòng thi đầu tiên này thì ba đội chơi, mỗi đội sẽ phải tự nhấc chiếc hộp trước mặt mình lên và phán đoán xem trọng lượng của chiếc hộp này là bao nhiêu ký. Chỉ cần đoán sai lệch 100 gram thôi, chúng ta sẽ bị trừ đi 100 điểm. Vậy để cổ vũ tinh thần cho cả ba đội chơi thì hai anh em chúng tôi quyết định tặng cho mỗi đội là 5.000 điểm thưởng. Vâng, xin mời hai cô gái xinh đẹp mang 5.000 điểm thưởng ra trao cho mỗi đội. Số điểm này sẽ tăng lên hay là tụt xuống tùy thuộc vào khả năng phán đoán trọng lượng của mỗi đội. Nhớ hãy để cho số điểm này tăng lên. Đây là 5.000 điểm dành cho đội Hy Vọng và 5.000 điểm dành cho đội Hương Lúa, và cuối cùng 5.000 điểm dành cho đội Cơ Yêu. Và bây giờ thì xin mời mỗi một đội chúng ta hãy cử đại diện một bạn qua chiếc bàn bên phải này để nhấc thử những quà tặng này lên nha. Xin mời các bạn. Chúng ta sẽ có một phút ở vòng thi này. Trong một phút đó chúng ta sẽ nhấc cái hộp này lên và chúng ta thảo luận với nhau để đưa ra cái đáp án cuối cùng của đội mình. Thời gian bắt đầu. Trời ơi, đúng rồi, cái này ăn nhầm cái bao lúa đúng không? Thôi giờ ăn nhỏ, nhấc lên là chuyện nhỏ. Thời gian đã kết thúc thưa các bạn. Một phút trôi qua nhanh ghê lắm. Mà thật ra vòng thi này cũng không phải là quá khó khăn. Chúng ta hãy cùng nghe thử xem đội Hy Vọng đưa ra đáp án là bao nhiêu. Tôi nghĩ cái khay này, hộp này là 15 cân. Không tới, không tới. Không, 13 cân. 15 cân. 14 cân, 13 cân. 15 hay 13 ạ? Thôi bác, 13 cân. 13. Nghĩ 13 cân. Cô Hương quyết định là 13 cân. Còn bạn đây thì là sao, có thống nhất không? Thôi theo ý bác 13 cân. Đầu tiên là 15 đấy, ok bác nói 13. Đúng rồi, cãi. Theo ý bác đi, cãi lời bác nhất về được lên mà. Bác đánh đòn. 1, 2, 3. Trong chiếc hộp bí mật số 1 gồm có một chai sữa tắm sữa dê Big C, 2 chai sốt Mazone ít béo QP, 1 bộ ráp gối bọc Big C, 1 hộp bánh quy Big C, 5 lon sữa đặc Fishmeal, 4 hộp trà đào hòa tan Big C, và tổng trọng lượng chiếc hộp bí mật số 1 này là 13 ký. Xin chúc mừng đội Hy Vọng. Xem như đội Hy Vọng đã hoàn thành cái mục tiêu ở cái vòng thi đầu tiên. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục hy vọng để đến với vòng thi thứ hai nha. Nhưng mà trước khi đến với vòng 2 chúng ta phải dành thời gian cho hai đội còn lại nữa. Đội Hương Lúa. Sao sao đội Hương Lúa? Hình dễ như căng thẳng. Căng thẳng quá. Căng thẳng. Đội Hương Lúa xin đón cái hộp này là 13 ký. Ta, 13 ký. Bình thường giá gạo 50 ký này nhẹ quá, 13 ký. Tại thường bồng đứa con nhà 13 ký. Trời ơi. Rồi lỡ như bữa nay đứa con lên ký là 15 ký rồi làm sao? Dạ, trước khi đi căng thử. Trời ơi, tội nghiệp đứa nhỏ quá, trước khi đi đè ra cân trước rồi đó. Rồi thử xem sao nha. Nếu như mà câu trả lời này là chính xác á thì coi như là có phần góp công của em bé ở nhà. Dạ. Chuẩn bị 1, 2, 3. Wow. Bên trong chiếc hộp số 2 gồm có những sản phẩm như sau.
Một bộ thời trang BF, hai hộp sốt mayonnaise nhạt kiwi, một hộp bánh quy Bixi, 5 hộp bánh quy thấp cách bò sữa, một chai nước giặt Bixi hương trái cây, 2 chai nước lau sàn hương tình yêu, và tổng trọng lượng với hộp số 2 là 3 kg. Trời ơi, tự tin quá. Chồng thì đưa đáp án là 13, giờ đấy 14 kg. Sao vui với người ta? Nếu như mà đáp án này sai thì sao vợ vui dưới người ta? Đáp án chính xác của chúng tôi đó là 13 kg. Nhờ đứa con đó, nhờ đứa con. Và chúng ta sẽ đến với đội chơi của anh Tiến Lợi, đội cơ yếu. Em biết rồi. Anh Lợi có đoán là cái hộp này nặng khoảng 13,5 kg. Mình thì tay yếu hơn, mình chỉ bê được khoảng hơn 10 kg là mình mỏi. Thành ra mình không biết chính xác. Sau khi thấy hai kết quả 13 kg thì mình... Em quyết nhé. Em mình quyết định là đoán cái này cũng 13 kg. À, cái này là Ayua nè. Ayua là dễ bị thua lắm ấy. Từ nào giờ trong chương trình của chúng tôi ấy, chưa bao giờ mà có một cái lượt mà cả ba chiếc hộp bí mật được cân bằng ngang nhau đâu. Hôm nay hai chiếc hộp này bằng ký nhau đã là một cái sự nó quá lố lắm rồi. Thì tôi nghĩ là cái chiếc hộp bí mật số 3 này, cái việc mà nó cũng bằng với số ký của hai bên kia, nó là một cái điều không tưởng. Thành ra các bạn có tin vào cái sự lựa chọn, cái quyết định của mình hay không? Nhiều khi bị hối hận á. Không, tôi tin. Thôi chắc luôn. Thua là cái chắc. Mình dở ra xem nào. 1, 2, 3. Đây. Ba mặt một lời là ba mặt một lời. Mình nhìn thôi nè ha. Mình thấy nè ha. Bên đây nè, người ta chai nước này kia quá trời luôn. Cái này luôn. To thôi. Thì người ta mới là 13 kg. Bên đây mình toàn là mấy cái hộp giấy không hà. Nghĩ sao mà được 13 kg trời. Thấy không? Rồi cái hộp sữa này cũng không có nhiều. Cái hộp này cũng xíu rồi trời. Nhẹ hèo à. Đó, bây giờ mình xem thử có cái gì nha. 2 lon nước cốt gà brand, 3 hộp sốt mayonnaise casino dầu hướng dương và mù tạt Dijon, 2 lốc sữa Devon Dan, sữa tươi 100% nguyên chất tinh trùng được sản xuất tại Úc, 1 bộ ráp gối bọc Bixi, 5 hộp bánh quy top cake nhân sô-cô-la sữa, 5 lon sữa đặc with to milk. Các bạn có muốn thay đổi quyết định của mình hay không khi nhìn thấy những sản phẩm này? Không, theo như mình biết thì những sản phẩm này nó cũng khá đậm. Và con mình ở nhà thì hiện tại vẫn uống sữa bịch này. Cho nên mình biết là nó cũng không nhẹ đâu. Rồi. Cũng nhờ đứa con. Chốt không? Chốt. Chốt nhưng mà lại nhờ đứa con quá rồi. Đứa con. Tổng trọng lượng chưa bí mật số 3 này là... Môi! Chị buồn. 13 kg! Yeah! Như thế là không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng biết rằng ở vòng thi này cả ba đội chơi đều bảo toàn được 5.000 điểm của đội của mình. Một tràng pháo tay thật to cho cả ba đội chơi. Và những sản phẩm có trong chiếc bí mật này cũng là những phần quà dành tặng cho các bạn. Hãy mang những phần quà này về, có thể là chia sẻ cho những người thân của mình, và đặc biệt hai cái nhà này nè. Đó. Nhờ con nít đó. Nhờ con nít đó là phải về chia cho con nít nha. Không có là nó buồn á. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Sau cái vòng thi đầu tiên thấy là quá ngang căng tài thẳng. Ngang sức mà căng thẳng mà gấp bội luôn á. Đúng như vậy. Giờ căng thẳng quá làm gì giờ em hát nha. Thôi em hát là người ta còn căng dữ nữa đó. Căng tới mức người ta đứt luôn là mệt luôn đó nghe. Em phá bộ đi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Vòng 1 thì cả ba đội bằng điểm nhau rồi, vì thế vòng 2 sẽ là một vòng thi vô cùng gay go và quyết liệt. Bởi vì vòng 2 sẽ xác định xem hai đội nào đi tiếp và đội nào sẽ phải chia tay với chúng tôi. Vòng 2 của chúng ta có tên là Thử Tài Cân Đúng. Chương trình đặc biệt cuối năm Tết do đội dành trao ngàn tri ân tại siêu thị Bixi, khuyến mãi cực lớn từ 23 tháng 12 2013 đến 13 tháng 1 2014, rút thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải đặc biệt, giải hàng ngày và giải cuối tuần. Đa dạng các mặt hàng trang trí cùng các loại đồ uống, bánh mứt phục vụ Tết. Nhiều mẫu giỏ quà Tết đẹp mắt, truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa. Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Đêm
thấy em trong giấc mơ em là của tôi. Thôi, xin chia buồn với các em đó nha. Sao vậy? Em hát cái kiểu này là ai mà dám mà nghe. Trời ơi, ta nói rồi, cái dòng trước người ta đang căng lắm rồi, hát nữa là người ta đứt luôn, hiểu không? Tại vì em thấy em muốn góp vui một góp một cái sức nhỏ của mình nhưng cho các bạn vui vẻ. Rất tiếc là nó không có được vui cho lắm. Thưa quý vị khán giả, xin thông cảm cho anh chàng này nha, bởi vì anh ta hay là bị làm lố ghê lắm. Vòng hai của chúng ta có tên là thử tài cân đúng, và chúng ta thấy rằng ở đây có ba quả cân cũng như là ba vị trí khác nhau, nhưng mà trong ba quả cân này có một quả cân là quả cân may mắn. Theo luật chơi thì đội chơi nào giành điểm số cao nhất ở vòng 1 sẽ được ưu tiên chọn vị trí để tìm quả cân may mắn ở vòng thi thứ hai này. Một điều gần như là chưa bao giờ xảy ra trong chương trình của chúng tôi, đó là ở vòng thi đầu tiên cả ba đội chơi đều ngang bằng điểm nhau. Vì thế bây giờ ở đây sẽ không có cái đội nào mà được ưu tiên vì điểm số cao nhất chọn quả cân trước. Vì thế chúng ta cứ theo tuần tự, đội số 1 thì chọn trước, đội số 2 chọn tiếp theo và đội số 3 chọn cuối cùng. Vậy nha, xin mời đội số 1, đội hy vọng. Đội hy vọng xin chọn quả cân số 3. Đội hy vọng chọn quả cân số 3. Và đội hương lúa. Dạ, đội hương lúa xin giữ nguyên vị trí ạ. Giữ nguyên vị trí của mình, thế là quả cân số 1 thuộc về đội cơ yếu. Xin mời các đội chúng ta hãy đến với vị trí mới của mình. Làm gì làm, hương lúa vẫn quyết định là chọn cái vị trí số 2 thì số 2 hơi may mắn. Nhưng mà thật ra cái vị trí số 2 nó cũng rất là an toàn. Bởi vì nếu như mình ở vị trí đầu tiên, mình thi đầu tiên chưa có kinh nghiệm, thấy không? Còn nếu như ở vị trí thứ 3, vị trí cuối cùng thì đôi khi là áp lực cao rồi nè. Rồi hoặc là những cái sản phẩm ở đây bị những đội trước người ta chọn hết. Còn cái vị trí số 2 là cái vị trí chính giữa, cái vị trí trung bình là luôn luôn là ngon lành nhất. Bây giờ thì mời đội cơ yếu hãy mở quả cân của mình lên nha. Sao vậy? Quả cân số 1 yêu cầu các bạn mang về các sản phẩm mà trọng lượng của nó phải là 30 kg. Dí vô. Trong đó có hai sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Hai sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Và hai sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. Tất cả đều là số 2. Và chúng ta cũng có 2 phút cho cái vòng thi thứ hai này. Thời gian bắt đầu. Nhanh lên. Điện máy đây. Điện máy bên đây. Anh bưng lên thử biết cảm giác nó. Không ấy. Nhẹ không à? 5.5-6 kg. Giết vô rồi. Tại có 30 kg lận. Hai sản phẩm điện máy lận nha. Hai điện máy. Cái này lúc nãy 6 kg. Này là gia dụng, này điện gia dụng khác nha. Phải lấy cái điện máy yêu cầu của chương trình trước rồi đó. Điện máy đây nè, bên đây nè. Ủa đây gia dụng luôn. TV mình 30 kg là 30 kg. Nhanh lên, chúng ta có thời gian. Có được hai cái TV không? Một TV thôi. Nhưng mà hai nhãn hiệu khác nhau. Hai mã số khác nhau thì được. Đủ yêu cầu chưa? Mỹ phẩm bên này. Thực phẩm bên đây. Hai sản phẩm thực phẩm đấy à? Tổng cộng. Rút giấy. 2-3 kg. Rồi bây giờ cộng lại xem đủ khoảng bao nhiêu đủ chưa? Cộng lại bằng giấy mình nhắm cộng lại bằng chữ ký. Nếu chưa đủ thì mình có thể lấy thêm. Chưa đủ thì lấy thêm. Rồi, máy giặt luôn. Cái nồi hả? Lấy cái chảo đi, cái chảo cũng được á. Cái này đi. Nè, chảo cũng được. Rồi, chúng ta lấy cái chảo đi. Máy làm sữa chua nhá. Đúng rồi, thế thôi em. Thế thôi, 29, 30 kg rồi đó. Và thời gian đã kết thúc. Chúng ta cùng xem nào. Máy làm sữa chua Kangaroo, chảo chống dính Big C, bột giặt Big C 3 tác động, nước giặt Ariel, nước ngọt Vitamin Campet No. 1, nước mắm tỏi ớt Big C, TV Toshiba mã số 6, TV Toshiba màn hình LED 32 inch mã số 92. Và một lát nữa chúng ta sẽ biết kết quả xem những sản phẩm này mang về có đáp ứng đúng yêu cầu mà chương trình đưa ra hay không nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở chiếc cân của đội số 2. Xin mời anh chị đặt tay lên. 1, 2, 3. Trọng lượng yêu cầu chúng ta mang về là 30 kg. Vẫn trong thời gian là 2 phút. Sản phẩm yêu cầu cần phải có hai sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm. Hai sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng. Một sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy. Đội chúng ta sẵn sàng chưa?
Vậy thì 2 phút bắt đầu. Lớn. Điện máy bên đây nè. Điện máy bên đây. Lấy tổng quyền khoảng 12 kg rồi. Coi nó to to thôi, thế nó nhẹ thôi, lắm nó à. Nhẹ lắm nó nhẹ lắm á. Coi thử. Nó chừng 8 kg 10. TV màn hình LED bây giờ nhẹ lắm, không có phải nặng nề như ngày xưa đâu. Hai tinh. Hai gia dụng, gia dụng đây. Gia dụng đây nữa là nước ra rồi. Cái này đi. Cái này nè. Bao nhiêu? Này khoảng 10 thôi lấy cái này đi anh, lấy hai cái này được không? Không, cái này nè, nghe là lấy này đi. Em biết ra đem. 20. Lấy cái này mỗi người hôm nay nó thấy là gì lố đó. Hai gia dụng. Hai gia dụng. Hai gia dụng thì lấy cái này thôi được lấy. Rồi hai thực phẩm. Không đủ, có hai thực phẩm. Mấy được không? Lấy cái này đi. Rồi. Bắt giờ rồi. Rồi. Nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh lên. Thôi điện máy lấy chưa? Điện máy lấy rồi. Lấy gì vậy? Đủ chưa? Đủ rồi. Kiểm tra lại, kiểm tra lại. Vẫn còn thời gian đó, 30 kg lần đó. Nếu có điện máy một cách cẩn thận là... Lấy thêm đi, lấy thêm đi em. Nhanh lên, nhanh lên. À, lấy thêm cái đó đi. Cái đó lấy chưa? Nãy cái đó lấy chưa? Chưa. Rồi, đếm 5. Ở vòng thi này thì thật sự tôi thấy hai vợ chồng hơi bị rối ha. Tức là mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Cô vợ thì đi qua đây là tự mình lựa, anh chồng thì qua anh kia tự lựa cái bếp ga. Mình phải thống nhất với nhau, mình phải tính toán cẩn thận thì mới được. Nhưng mà thử xem hai bạn đã mang về những gì nào. Các bạn mang về những sản phẩm như sau: bếp điện từ Fushibo, nước ngọt vitamin Cantep number 1, trà bí đao Wonder Farm, lò nướng Sun Home, TV Panasonic 32 inch, bếp ga đôi Suto. Đó là những sản phẩm của đội Hương Lúa. Chúng ta sẽ đến với phần thi của đội Hy Vọng, đội thi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã đặt ra cái mục tiêu mới cho cái vòng 2 này rồi, phải không thưa cô? Đúng như thế. Và hy vọng vòng 2 này chúng ta sẽ chiến thắng. Chiến thắng. Vâng, xin mời cô hãy mở quả cân này lên. 1, 2, 3. Wow. Chúc mừng cô, đây là quả cân may mắn. Cô đã nhận được một chiếc vali cao cấp từ chương trình. Bắt đầu có quả. Bắt đầu quả. May mắn và may mắn. Vâng, và trọng lượng cô mang về là 30 kg. Thời gian lựa sản phẩm là 2 phút. Sản phẩm yêu cầu cần phải có: một sản phẩm thuộc ngành hàng gia dụng, 3 sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm. 3. 2 ạ. Rồi. Còn 30 giây nữa thôi. 30 giây nữa chúng ta sẽ hết giờ. Rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, chúng ta kiểm tra lại xem. Còn 30 giây nhanh lên ạ. 3 2 1 hết giờ. Sau thời gian đi chợ thì cô mang về những sản phẩm như sau: bột giặt Ariel giặt nhanh, bột giặt Omo, lại là trà bí đao Wonderful. Có vẻ như các đội chơi rất thích uống trà bí đao mát. Nước khoáng là vì Lò Vi Ba Galang, nước mơ Rin.
thấy có vẻ như là hơi bị ít so với yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra. Và như thế là cả ba đội chơi 30 cân thôi. Dạ 30 cân thôi à. Mà 30 cân là rất nhiều á thưa cô. Nó nhiều lắm. Thưa quý vị khán giả, chúng ta cùng chờ đợi giây lát để biết kết quả ở vòng thi này nha. Chương trình đặc biệt cuối năm Tết do đội sàn trao ngàn tri ân tại siêu thị Big C, khuyến mãi cực lớn từ 23 tháng 12 2013 đến 13 tháng 1 2014 giúp thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải đặc biệt, giải hàng ngày và giải cuối tuần. Đa dạng các mặt hàng trang trí cùng các loại đồ uống, bánh mứt phục vụ Tết. Nhiều mẫu giỏ quà Tết đẹp mắt truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa. Big C, giá rẻ cho mọi nhà. Thưa quý vị khán giả, bây giờ là giây phút hồi hộp dành cho cả ba đội chơi. Bởi vì nếu như đội chơi nào mà thấp điểm nhất khi kết thúc vòng thi thứ hai này, chúng ta sẽ phải chia tay với chương trình. Đội cơ yếu yêu cầu các bạn mang về 30kg. Sau một hồi mà cũng giằng co gây cấn lắm, cuối cùng rồi cũng ráng vớt vát thêm được cái máy mà làm sữa chua đó, thì các bạn đã mang về tổng cộng được là 28,2kg, chênh lệch 1,8kg. Thấy không? Nếu như nãy mà mình không lấy thêm cái máu cuối cùng đó là mình chênh lệch khá nhiều rồi đó. Nhưng mà chưa, phải chờ đợi xem hai đội kia chênh lệch nhiều hay ít nữa. Đội hương lúa, hai vợ chồng cũng cũng có giằng co đôi chút, cũng có vật vả một tí trong cái chuyến đi siêu thị Big C này, giành giật nữa, có sự giành giật trong đó nữa. Và cuối cùng đội hương lúa đã mang về tổng cộng là 27,7kg, chênh lệch 2,3kg. Một cái sự chênh lệch cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà nó vẫn còn nhiều hơn so với đội cơ yếu ở đây. Đội cuối cùng của chúng ta, đội hy vọng, yêu cầu chương trình là phải mang về 30kg. Cô ơi, cô đang hy vọng, cô đang hy vọng. Cô cảm giác như là cô không đang chờ nghĩa. May mắn, đang chờ may mắn và hy vọng. Cô cảm giác như cô không dám nhìn đại nghĩa. Dạ. Và đội của chúng ta đã mang về tất cả là nhiêu con là nhiêu con? 30kg. 27,4kg, chênh lệch 2,6kg. Rất tiếc, như thế là cái sai số mà nhiều nhất ở đây của chúng ta là đội hy vọng. Đội cơ yếu được cộng 1.500 điểm là 6.500 điểm. Đội hương lúa được cộng 1.000 điểm là 6.000 điểm. Riêng đội hy vọng không được cộng điểm nào cả, vẫn giữ nguyên là 5.000 điểm. Vì thế chúng ta sẽ phải chia tay đội hy vọng tại đây. Xin mời hai thành viên của đội hy vọng. Chương trình sẽ có những phần quà dành tặng cho chúng ta. Xin mời cô gái của chúng tôi mang những phần quà đó nào. Cô Hương thân mến, như tên gọi của đội chúng ta đó là hy vọng, thì thật ra trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta hy vọng chúng ta cũng có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra. Nhưng mà không sao cả, nếu như chúng ta thất bại ở cái chương trình này, hoặc là thất bại không đạt được cái mục tiêu này, chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng, mong muốn một cái chương trình khác. Đại Nhi ơi, đến đây là vui. Dạ. Lại vẫn được quà. Dạ đúng như thế. Quá phấn khởi. Quá phấn khởi. Không có sao cả. Không sao cả đúng không ạ? Mình hãy hy vọng tiếp tục ở một chương trình khác chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ tiếp tục cùng vui như ngày hôm nay cô nhé. Và phần quà mà ban tổ chức dành tặng cho đội hy vọng chúng ta là một máy xay sinh tố hiệu Ta Tung, một nồi cơm điện hiệu Delux, một bếp ga đôi hiệu Namilux, một bộ nồi sinh hao Hảo Mùa Quang Vinh, 3 gói xúc xích Big C, 4 gói sô-cô-la Thiết Kết, 2 sữa tắm Nuwan, 4 gói bún bò hương hiệu Wow, 6 chai nước ngọt vitamin Cam Tép, 5 gói kẹo sugar hương cam, 2 bịch bột giặt Omo, 1 thùng phở gà thương hiệu Big C. Trời ơi, cũng quá trời luôn. Quá trời trời luôn, em đọc em cũng liêu lưỡng rất rưỡi. Bình thường mình đi siêu thị chưa chắc gì mình mua quá nhiều sản phẩm như thế này. Đây là những phần sản phẩm mà chương trình dành tặng cho đội hy vọng, cho cô Hương và bạn Hùng đây. Chúc cho cả hai có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt ạ. Và hy vọng là đội chúng ta vẫn sẽ ghé thăm siêu thị Big C giá rẻ cho mọi nhà.
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã chia tay với đội Hy vọng và còn hai đội chơi sẽ tiếp tục bước vào vòng trong với những thử thách gay cấn và hấp dẫn hơn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ trước khi chúng ta sẽ đi đến vòng 3 thì chúng ta sẽ giải lao một chút bằng cách là phần thi dành cho khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, đến với cái vòng thi dành cho khán giả này á, thì chúng tôi luôn có một cái câu hỏi dành cho tất cả quý vị. Mà thường thì quý vị khán giả nào mà trả lời được á, thì xem như là quý vị khán giả sẽ được chính cái phần quà là cái câu hỏi mà cái quý vị đã trả lời đó. Vì thế ngay cái phần thi này, trời sao cái gì mà dướng quá vậy nè trời. Một cái mùi hương kỳ lạ nha, một cái hương nồng nàn thoang thoảng đâu đây. Trời ơi, trong phim trường mà ai nướng bánh vậy ta? Trời đất ơi, như kỳ cục vậy. Trời ơi, đang lên hình mà ngồi ăn ngồm ngoàm vậy ông. Biết sao không? Ngon quá. Trời ơi, kỳ quá. Trời ơi, chịu không nổi. Hàng chi bây giờ mình gác tay nha, mà cái trật ruột hoài, mà nghe cái mùi thơm nức banh lỗ mũi luôn vậy đó Hàm. Ngon lắm, ngon. Mà ghét nhất cái nết là ăn mang một mình không chia đó. Anh muốn ăn không? Sao muốn ăn? Gì vậy? Trời ơi, đâu ra mà chuẩn bị nguyên một cái lò nướng bành hoành tráng vậy nè. Đi vô kho lựa trò chơi dành cho khán giả, thấy cái lò nướng đẹp quá, xịn quá, xong cái quyết định tự làm bánh, tự nướng, làm cho anh sẵn cái luôn. Trời ơi, có sẵn một cái luôn vậy đó hả? Quý vị thấy cái bánh này hấp dẫn mà, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì nếu như quý vị mà sở hữu được cái lò nướng này, thì chúng ta không chỉ làm được cái bánh ngon như thế này đâu, mà còn làm thêm được nhiều món ăn hấp dẫn khác cho gia đình của chúng ta nữa. Đúng rồi, bởi vậy mới cầm ra đây nè, thấy hấp dẫn quá, tiện lợi quá. Xin lỗi nha, đâu có biết làm chu đáo như vậy. Bởi vậy nhiều khi á, làm em Út khổ lắm, bị đàn anh ăn hiếp hoài luôn. Ai ăn hiếp không thấy mà thấy nó ăn bánh trước rồi đó. Quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị nào muốn sở hữu chiếc lò nướng này thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi mà Đại Nghĩa đặt ra. Quý vị nào trả lời chính xác thì xem như mình có thể mang chiếc lò nướng này về nhà, và ngay trong đêm nay thôi, gia đình chúng ta sẽ có những bữa ăn thật là ngon, những cái bánh thật là hấp dẫn. Vậy thì xin hỏi quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cái lò nướng này nặng bao nhiêu ký? Thấy chàng trai áo xanh này giơ tay trước tiên, xin mời bạn. Em tên là Phạm Thanh Hải, hiện tại thì em là sinh viên. Em xin đoán cái lò nướng này là 6,5 ký. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ, mình đoán cái lò nướng khoảng 7 ký. Chị Mỹ đoán khoảng 7 ký. Và bộ người khán giả bên này nữa, ai nào? Xin mời bạn áo nâu ngồi trên cùng. Mời bạn. Mình là Đỗ Mạnh Cường, mình vẫn là sinh viên. Mình xin phép đoán cái lò Viva này khoảng 6 ký. Đây là cái lò nướng nha. Và bạn đoán là 6 ký. 6,5 ký. 7 ký. 7 ký. Trọng lượng của cái lò nướng này là bao nhiêu hả? Bao nhiêu? Xin chúc mừng bạn Hải, 6,5 ký. Và thế là anh chàng sinh viên Thanh Hải, đúng không ạ? Anh này sẽ nhận được chiếc lò nướng này, cũng là phần quà mà chương trình dành tặng cho bạn, đính kèm thêm cái bánh nữa. Coi như là về có cái bánh ăn trước ha. Cái gì vậy? Anh ấy dành mang xuống, mang quà xuống tặng. Đây, chúc mừng bạn, bạn đã trúng được cái lò nướng và thêm cái bánh nữa mình mới nướng. Quý vị khán giả thân mến, những vị khán giả có mặt ở trường quay thì vừa mới nhận được một phần quà rất là hấp dẫn, rất là giá trị. Vậy còn quý vị khán giả ở nhà thì sao? Chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được phần quà như thế. Hãy cùng đến với câu hỏi mà chương trình dành cho quý vị khán giả vào tuần này nha. Và các bạn đoán giúp Bách là 4 bình sữa này tổng cộng trọng lượng của nó sẽ là bao nhiêu kg nhé? Câu hỏi kỳ này, ca sĩ Hoàng Bách đã mua 4 hộp sữa tươi lớn, tổng trọng lượng là bao nhiêu? Đáp án A 2 ký, đáp án B 3 ký, đáp án C 4 ký. Hãy nhanh tay soạn tin nhắn theo cú pháp CCMM khoảng trắng đáp án gửi về 6566. Trong đó CCMM là viết tắt của chiếc cân may mắn. 3 vị khán giả đáp án đúng và được quay số ngẫu nhiên sẽ có cơ hội nhận được 3 phần quà có giá trị. Kết quả sẽ được công bố vào thứ Bảy tuần kế tiếp trên Today TV. Mọi chi tiết truy cập website www.todaytv.vn. Chương trình đặc biệt cuối năm Tết do đội sàn trao ngàn tri ân tại siêu thị Big C, khuyến mãi cực lớn từ 23 tháng 12 2013 đến 13 tháng 1 2014, rút thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Giải đặc biệt, giải hàng ngày và giải cuối tuần. Đa dạng các mặt hàng trang trí cùng các loại đồ uống, bánh mứt phục vụ Tết. Nhiều mẫu giỏ quà Tết đẹp mắt truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa.
Bixi, giá rẻ cho mọi nhà. Vòng ba của chiếc cân may mắn đã đến với tất cả chúng ta. Anh ơi, vòng ba mình có tên là gì? Sự cân bằng hoàn hảo. Đi đâu? Đi em có cân kìa, em bên anh bên. Vậy mới cân bằng, vậy mới đúng hoàn hảo, mới đúng tiêu đề của vòng ba chứ. Đâu có cần, hôm nay anh em mình như vậy là cân bằng hoàn hảo lắm rồi. Bây giờ cái sự cân bằng hoàn hảo đó phải dành cho hai đội chơi của chúng ta. Không cần thi phạm phải không? Không cần. Chúng ta sẽ chứng kiến phần tranh tài của đội cơ yếu và đội hương lúa. Chúng ta sẽ mang về những sản phẩm nào đó mà phải bằng với cái trọng lượng hoặc là gần bằng. Sai số chỉ có 3kg thôi so với trọng lượng của bạn nữ đội đối phương bên kia. Xin mời bạn nữ của mỗi đội, chúng ta sẽ cân chiếc cân bên đây để cân thử xem hôm nay mình bao nhiêu ký rồi. Cân sức khỏe nha. Quý vị lên cân đi. Chỉ có 1.000 người biết thôi chứ không có nhiều. 54,62 kg. Mình sẽ làm tròn là 55 kg. Đó là số cân nặng của bạn Kim Liên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và mời Cương Liên. Không sao đâu, người biết rồi, cả nước biết cái gì hết. 56,42 anh. Mình làm tròn là 56 kg. Xin cảm ơn Cương Liên. Chúng ta phải mang về những sản phẩm mà tổng trọng lượng của nó phải bằng với trọng lượng của Kim Liên là 55 kg. Được quyền sai số 3 kg. Và trong khoảng thời gian 3 phút thời gian bắt đầu. Nhanh lên. 55 kg. Mình chọn cái nào mình lấy giấy và mình bưng luôn. Ra. Giữ tờ giấy đi, Ủa anh phải đứng. Rồi bưng ra. Nhẹ, đây em đang cộng. Cái màn hình ấy nhẹ lắm đấy. Cái này nó nhẹ không? Nhẹ không? Chưa một ký, chưa được một ký. Thôi anh cứ lấy đi, xong mình lấy thêm cái gì? Nhớ là mình là người lấy, nghe đừng nghe lời tư vấn. Khán giả người ta thích cái nào người ta chỉ đó. Nhẩm lại đủ chưa chị? Chị Liên ra kiểm tra lại những sản phẩm kia đã đủ trọng lượng. Cái nhẹ nhẹ thôi, cái đầu là nhẹ nhẹ. Nhanh lên. Cái gì nhẹ thôi anh ơi. Bao nhiêu ký? Không, cái gì nhẹ. Cái này nhẹ đó. Lấy giấy luôn. Một mấy lại không? Bỏ ra, lấy luôn hả? Cái này hả? Bỏ. Cái này nhẹ nè. Hút bụi 6,5 kg, 7 kg. Người hấp 1 kg. Mấy? 5 70 47 52 54 rồi. Máy điều hòa Panasonic. Máy hút bụi Panasonic. TV Toshiba. Đầu DVD Panasonic. Lò vi sóng Panasonic. Nồi hấp Tefal. Chảo chống dính Big C. Và đó là những sản phẩm mà đội cơ yếu đã mang về. Chúng ta sẽ đến với phần dự thi của đội Hương Lúa. Đội Hương Lúa, các bạn đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ phía các vị khán giả có mặt tại trường quay. Yêu cầu những sản phẩm mang về là 56 kg bằng với trọng lượng của bạn Khương Liên đội bên kia. Cũng trong khoảng thời gian 3 phút, cố gắng nha. Thời gian bắt đầu. Nhanh lên. Gần ra ngoài được không? Khỏi gần. Có người gần. Cầm giữ, rồi bưng ra. Lò vi của em. Lò vi thế này. Đây là 12 kg á. Gì nữa nào? 56 kg. Rồi biết từ từ. Chán nổi rồi, hết giờ. Tiếp từ có nội không? Lẹ lên. Có nội không? Có luôn. Thôi lấy này đi. Lấy giấy chưa? Rồi ra kiểm tra lại. Đủ chưa? Cầm điện. 56 kg á.
lấy máy sinh tố. Thấy còn nhẹ lắm đó nha, thấy còn nhẹ. Thấy còn hơi nhẹ. Nhẹ lắm, không, cái đó nhẹ lắm. Thôi đủ cho em. 56kg trên lịch, số 3kg có thể là 59kg rồi. Nam. 5 Máy xây sinh tố thương hiệu Blacker. Tủ lạnh Sanyo. Lò vi ba Galan. TV Panasonic 32 inch. Nồi áp suất đa năng Big Sun. Bếp điện từ Fushibo. Và nồi lẩu điện Suzumi. Cũng quá trời nhiều, cũng đâu có thua gì người ta. Thường chúng ta đi siêu thị chúng ta rất là cân nhắc trong cái việc lựa chọn sản phẩm, bởi vì mình phải coi coi có phù hợp với túi tiền của mình hay không. Nhưng mà ngày hôm nay thì cả hai đội chơi đều không phải cân nhắc điều đó, cứ lựa chọn thoải mái. Cái sản phẩm nào mà vừa mắt là cứ mang về, các bạn chỉ cần cân nhắc xem trọng lượng của nó như thế nào mà thôi. Và bây giờ để biết xem cái sự cân nhắc về trọng lượng của các bạn có chính xác hay không, chúng ta cùng đến với phần lên cân. Yeah. Thưa các bạn, bây giờ là sẽ phần cân sản phẩm của đội cơ yếu. Chúng ta một lát nữa sẽ mời bạn Kim Liên lên ngồi chiếc ghế đỏ bên kia và thử xem hai bên có cân bằng nhau hay không. Còn nếu như có sai số thì sai số là bao nhiêu. Xin hỏi hai bạn của đội cơ yếu chúng ta một chút. Đó là thường thì khi những đội chơi mà đến với vòng này á, thì họ lựa chọn sản phẩm theo cái tiêu chí là những sản phẩm đó nó đang là cần thiết cho gia đình của họ. Có khi là cái tivi, có khi là cái tủ lạnh, có khi là cái máy giặt nào đó. Những sản phẩm họ đang cần. Không biết rằng hôm nay chúng ta có như thế hay không, hay là chúng ta chỉ lựa những sản phẩm này dựa trên cái phán đoán về trọng lượng của nó thôi. Thực ra thì nếu mà để mà đi mua sắm có cái nhu cầu thiết thực thì mình sẽ chọn những cái đồ mà nó mình cảm thấy thực sự là mình đang cần thiết. Nhưng thực ra ở trong cái cuộc chơi này thì thời gian này và cái tinh thần và cũng như là cái sự hồi hộp khi ở đứng trên sân khấu trong cuộc thi thì mình chỉ tính làm sao mà áng chừng cái trọng lượng của nó phù hợp với cả cái tiêu chí để mà tham gia cái phần thi thôi, chứ còn không có nghĩ đến là nó có hay chưa. Hiểu rồi. Nếu như thế thì nếu như mà hôm nay mà đội cơ yếu chúng ta mà thắng được những sản phẩm này á thì cũng sẽ chẳng biết sử dụng làm gì. Thôi thì MC xin đau lòng ép buộc nhận lấy những sản phẩm này. Kiềm chế thì lâu cũng phải gợi ý người chơi chút gì đó. Tại thường là người chơi nói trời, nhà tôi vừa mới bị hư cái tivi, có người nói nhà tôi mới cháy cái máy lạnh, có người nói là nhà tôi đang thiếu cái tủ lạnh, thành ra họ lừa những sản phẩm đó. Còn hôm nay hai bạn của đội này thì nói rằng không cần thiết lắm, chẳng qua là chỉ là cái trọng lượng thôi là chính. Nhà em thiếu cái tivi, cái lò nướng mới hư. Nói đùa thế thôi. Thật ra thì đại nghĩ rằng nếu như chúng ta thắng thì cho dù chúng ta không cần đến nó cho gia đình của chúng ta thì cũng sẽ có ích cho những người thân của chúng ta xung quanh. Thì bởi vì khi đến với chiếc may mắn không phải chỉ riêng chúng ta mà tất cả những người khác đều có những niềm vui. Hy vọng rằng các bạn sẽ giành chiến thắng nhé. Thưa các bạn, ở đây chiếc cờ may mắn của chúng ta đang có một vòng đèn màu trắng. Nếu như sai số các bạn nhiều quá 3kg thì vòng đèn sẽ là màu đỏ, xem như chúng ta thua cuộc. Còn nếu như nằm trong vòng an toàn dưới 3kg, vòng đèn sẽ là màu xanh. Thì khi đó tất cả những sản phẩm này sẽ thuộc về chúng ta. Nào mời hai bạn chúng ta hãy cùng quay về chiếc cân này nha. Hồi hộp và chờ đợi xem xanh hay đỏ, đèn đỏ hay đèn xanh. Và cái bảng đồng hồ điện tử kia sẽ hiển thị cái sai số của chúng ta. Chuẩn bị nào. Một. Một rưỡi. Hai. Hai rưỡi. Và ba. Chiếc cân khởi động. Bao nhiêu? 0.6 yeah. Màu xanh. Yeah. Xin chúc mừng. Thật là tuyệt vời. Sai số rất ít. Chỉ 0.6kg mà thôi. Vậy là mình được cái tivi rồi. Làm như chuyện đã rồi vậy đó hả? Đừng có mà mơ tỉnh mộng đi cưng. Yêu cầu là phải mang về những sản phẩm là 55kg đúng với số cân nặng của bạn Kim Liên. Những sản phẩm này chỉ nặng hơn bạn Kim Liên có 0.6kg thôi, có nghĩa là 55.6kg. Xin chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã trở thành chủ sở hữu của những sản phẩm giá trị này rồi. Xin chúc mừng. Ôi, rất là phấn khởi, rất là vui. Và thử xem cái niềm vui này có tiếp tục đến với đội Hương Lúa hay không nha. Cùng với đội Hương Lúa lên cân. Đội cơ yếu đã giành được những phần quà rất là giá trị. Bây giờ thì không biết Hữu An, bạn nghĩ như thế nào? Hey, mình hy vọng đạt được. Tại vì cháu nó nói Út lên tivi nhớ lấy cái tivi về cho con xem tivi.
Trời ơi, có sự gửi cho gắm nên, của cháu nữa. Cho nên phải gắng cố gắng. Áp lực đè nặng lên chiếc cân may mắn của chúng ta đây. Và chúng ta cùng chờ xem may mắn có mỉm cười với đội Hương Lúa hay không nha. Nào, mời hai bạn, chúng ta sẽ cùng hướng về đây. Chờ xem coi đồng hồ điện tử chúng ta hiển thị số mấy. Và vòng đèn này sẽ là màu xanh lá hay màu đỏ nha. Chuẩn bị nào. Một. Một rưỡi. Hai. Hai rưỡi. Và... bắt đầu. Ba. Chiếc cân khởi động. Sẽ thử. Màu. Trời ơi. Trời ơi. Trời, sai số 15kg. Nhiều quá. Chương trình chúng tôi yêu cầu các bạn mang về trọng lượng là phải ngang bằng với Khương Liên là 56kg. Các bạn đã mang về tất cả là 71kg. Chênh lệch 15kg. Một sai số rất lớn. Thật là tiếc phải không nào? Nhưng mà không sao cả, nếu như chúng ta không phải là chủ sở hữu của những sản phẩm giá trị này thì chúng ta vẫn có những sản phẩm khác cũng hấp dẫn không kém các bạn nha. Nào, hãy cùng chúng tôi đến với phần trao quà cho cả hai đội chơi. Quý vị khán giả thân mến, như thế là chúng ta đã biết kết quả chung cuộc của chiếc cân may mắn ngày hôm nay. Rất tiếc là đội Hương Lúa đã không đạt được những phần quà, những cái sản phẩm như mình mong ước ban đầu. Nhưng mà thật ra như các bạn đang thấy, chiếc xe quà trước mặt của các bạn cũng rất là hoành tráng, cũng khá là ê hề. Chúng ta xem nha, gồm có nè: một nồi cơm điện Deluxe, một máy xay sinh tố Blacker, hai thớt gỗ tròn, một DVD Agnos, ba gói trà xanh Bixi, hai chai dầu ăn Bixi, 10 lon sữa đặc Vsumil, hai chai nước xả vải Bixi, hai túi bột giặt Pixi, hai chai dầu gội Clement Gold Sport, bốn gói kẹo sô cô la Kit Kat, bốn hộp bánh quy Top Cake phô mai sữa và một thùng phở gà. Đó là phần quà dành cho đội Hương Lúa. Và đội Cơ Yếu chúng ta cũng đã thấy rằng những sản phẩm mà các bạn đã lựa chọn ở vòng thi thứ ba này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của các bạn rồi. Tên Cơ Yếu nhưng mà bây giờ không thấy yếu một chút nào cả, rất là mạnh mẽ. Đúng như lời chúc của Đại Nghĩa ban đầu phải không nào? Các bạn có điều gì muốn chia sẻ với mọi người hay không? Tôi nghĩ là chương trình Chiếc Cân May Mắn của Today TV đúng là một sân chơi bổ ích cho tất cả chúng ta. Và hy vọng rằng khán giả cũng sẽ có cơ hội may mắn như đội của chúng tôi ngày hôm nay. Rồi, đúng như thế. Và chúng tôi không quên dành lời cảm ơn đến với hệ thống siêu thị Bixi đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Chương trình Chiếc Cân May Mắn được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Today TV. Còn bây giờ Quốc Dũng, anh Đại Nghĩa cùng với hai đội chơi xin chào và hẹn gặp lại. Hệ thống siêu thị Bixi hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.